Đây, như các bạn thấy đây là chiếc Galaxy S4. Trung tâm đang tiến hành thay màn hình. Các bạn nhìn thấy là rơi vỡ rất là nặng. Bây giờ chúng ta tháo thay. Em đang tí nó là quân. Tiến hành tách màn hình nó ra. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy đây là một chiếc màn hình nó tách sẵn. Rất là mỏng.